84% kinh phí công đoàn chi trực tiếp cho người lao động. Vậy pháp luật quy định thế nào? Cụ thể, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện 75% kinh phí công đoàn được chi cho công đoàn cơ sở, 25% chi tiêu cho 3 cấp trên. Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ chi trực tiếp cho người lao động lên tới 84%. Do vậy, cơ bản kinh phí công đoàn là để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Khi thông tin này được đăng tải thì có nhiều bình luận thắc mắc cũng như bức xúc vấn đề trên. Tôi đóng công đoàn 150.000 mỗi tháng, vậy một năm 1.800.000, qua Tết 300.000. Vậy xin hỏi 1.500.000 đi đâu? Giám sát việc thực hiện sử dụng kinh phí công đoàn các cấp là rất cần thiết. Vì pháp luật quy định người lao động được chi những phần nào từ nguồn đoàn phí và kinh phí công đoàn. Theo quy định hiện nay thì tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây. Đoàn phí công đoàn do người lao động có tham gia công đoàn đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Kinh phí công đoàn do công ty đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ trong một số trường hợp. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động kinh tế của công đoàn, từ đề án, dự án do nhà nước giao, từ viện trợ, tài trợ của tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài. Trong đó, công đoàn cơ sở tức công đoàn của công ty chỉ được giữ lại 70% đoàn phí công đoàn và 75% kinh phí công đoàn để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Còn 30% đoàn phí và 25% kinh phí còn lại phải nộp về công đoàn cấp trên. Đối với phần 70% đoàn phí và 75% kinh phí mà công đoàn công ty được giữ lại thì sẽ được chi để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Các nội dung chi thường xuyên có thể kể đến như chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu, cha mẹ đẻ hoặc bên vợ bên chồng, vợ chồng con và hiếu hỷ của đoàn viên công đoàn. Chi thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên nhân dịp lễ Tết, chi kỷ niệm ngày thành lập tổ chức công đoàn 28 tháng 7, chi tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn, tặng quà cho cán bộ công đoàn khi thôi không tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở, chi quản lý hành chính như chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách, phí phát sinh tại ngân hàng nơi công đoàn cơ sở mở tài khoản giao dịch, chi lương phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương cho cán bộ công đoàn. Căn cứ các khoản chi thì có thể hiểu đơn giản việc người lao động đóng 1% đoàn phí, công ty đóng 2% kinh phí sẽ tạo ra một quỹ chung để chi vào nhiều nội dung khác nhau, chứ không phải mỗi năm người lao động đóng được một khoản tiền thì sẽ nhận lại được toàn bộ khoản tiền đó thông qua quà tặng hay tiền mặt. Mà thực tế, số tiền người lao động đã đóng cho công đoàn sẽ còn chi cho rất nhiều việc chung như du lịch, văn nghệ toàn công ty, chi mua văn phòng phẩm sử dụng chung, v.v. Đồng thời một số khoản chi sẽ chi cho cả người lao động không đóng đoàn phí công đoàn, như chi hỗ trợ đi du lịch toàn công ty, chi hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, v.v. Đặc biệt hơn thì việc thu chi tài chính tại công đoàn công ty phải được công khai theo đúng quy định. Do đó, nếu người lao động thắc mắc về số tiền đoàn phí công đoàn đã đóng được chi cho những việc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với chủ tịch công đoàn công ty mình để được công khai minh bạch. Đối với 30% đoàn phí và 25% kinh phí công đoàn nộp về cấp trên thì sẽ phân cho 3 cấp công đoàn gồm cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp tỉnh, cấp trung ương. Công đoàn các cấp trên cơ sở này được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Theo báo cáo kiểm toán nhà nước thì tổng thu tài chính công đoàn năm 2019 hơn 20.200 tỷ đồng nhưng chỉ 46% được sử dụng chăm lo trực tiếp cho người lao động. Tỷ lệ chi trực tiếp chủ yếu tập trung ở cấp công đoàn cơ sở. Nếu ở công đoàn cơ sở là 99% thì công đoàn cấp trên cơ sở là 68%, liên đoàn lao động cấp tỉnh thành là 45% và ở tổng liên đoàn chỉ trên 8%. Liên quan đến vấn đề 2% kinh phí công đoàn này thì Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng bản thân 2% là một sắc thuế chứ không phải đơn thuần. Cần báo cáo xem việc sử dụng 2% kinh phí công đoàn thời gian qua như thế nào, mặt được và chưa được ra sao, phải báo cáo Quốc hội.